giới thiệu cho chắc ăn. Bây giờ là tiếp theo là mời em Lê Hà và mấy anh em câu lạc bộ Cỏ Vô. Vì thời gian rất là hạn hẹp, chúng ta chỉ ca 3 bài thôi. 5 anh em trên một chiếc xe tăng, cô gái Sài Gòn để tải đạn và mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, dứt 3 bài là gãy để còn chuyển qua ca cổ. Bây giờ thời gian mình không có nhiều, mời hết câu lạc bộ Cỏ Vô mấy anh em cùng lên hợp ca. Toàn bộ anh em ở dưới lên hết. Giờ ca 3 bài thôi nha, không được ca nhiều. Mấy năm đó thì là 5 ba em như chúng ta tăng, cô gái Sài Gòn nó tới đại nhà mùa xuân trên Hồ Chí Minh, 3 bài thôi.
đủ rồi. Giờ rồi là tiết mục là chiếm lĩnh sân khấu của con. Đây là tiết mục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức bài ca bài tân nhạc Thương về miền Trung do Thủ Đức và anh em đã theo dõi nha, là chiếm lĩnh sân khấu. Bây giờ phải nhường sân khấu lại để cho gia đình nữa. Rất là vui. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị em nha.